Như thế nào để tạo nguồn thu nhập trên Internet? Một buổi sáng, khi đang nhâm nhi một tách trà hoa ugalic, tôi ngồi nhớ lại cuộc gặp của tôi với thầy Trần Quang Nguyên cách đây hơn một năm về trước. Lúc đó tôi vẫn đang băn khoăn không biết làm gì, không biết đi về đâu. Thầy hỏi, trong tay em có gì? Tôi trả lời thầy, thưa thầy, em có kiến thức về y học cổ truyền. Thầy nói, vậy tại sao em không phát huy về nó? Thưa thầy, em không biết bắt đầu từ đâu. Thầy bảo, hãy làm những gì nhỏ nhất, hãy lấy một quyển sổ để ghi ra em biết những gì và em muốn những gì. Hãy nghĩ thật lớn và làm từng bước nhỏ. Tôi ngồi ghi ra tất cả những gì tôi đã biết, tất cả những gì về bào chế sản phẩm và tất cả những cái gì về thảo mộc, những cái gì liên quan đến dòng sản phẩm tự nhiên và tôi muốn phát triển nó qua kênh online này. Tôi, theo sự dẫn dắt của thầy, tôi đã tạo dựng được cho mình một thương hiệu có tên là IMO Món Quà Yêu Thương, chuyên về trà hoa, muối khoáng hoa thảo mộc hay dầu gội cũng như sản phẩm chăm sóc da làm đẹp da từ thảo dược. Và bước đầu thật là khó khăn khi tôi bắt chân vào lĩnh vực này. Ban đầu thì tôi chỉ nghĩ rằng kinh doanh truyền thống nó đã ăn sâu vào cái tư tưởng của mình và bắt buộc mình phải theo đổi từng bước để phù nhập, hòa nhập với thị trường ngày nay. Thế là tôi cũng đi theo dấu chân của thầy từ nghiên cứu, sáng chế và đăng ký bảo hiểm hộ thương hiệu sản phẩm. Và sau đó là tôi chụp hình lại, tôi cũng may là có những người em của mình chụp hình lại cho tôi những cái bức hình rất là đẹp về sản phẩm. Và tất cả những cái gì mà tôi nghiên cứu, tôi sáng chế ra từ đây bắt đầu được phát huy. Và càng bắt tay vào công việc thì tôi càng hăng say công việc của mình nhiều hơn. Và song song bên cạnh đó thì thầy cũng hướng dẫn cho chúng tôi tạo dựng thương hiệu của riêng mình trên Internet. Thương hiệu cũng như là nhân hiệu. Nhân hiệu tức là hình ảnh của mình trước mắt khách hàng, trước mắt những người bạn của mình, để cho họ quen dần đi với cái phong cách của mình, với cái cách làm việc và với những cái dòng trạng thái của mình. Thầy Trần Quang Nguyên từng nói là những gì mà bạn thấy trên Internet chỉ là những gì mà người khác muốn bạn thấy. Vậy thì nếu như mà mình muốn điều gì tốt đẹp đến với mình thì hãy làm những cái điều gì tốt đẹp đến cho người khác. Và tôi bắt đầu là trao đi cái giá trị của mình, trao đi những kiến thức, những cái sự đam mê của mình về nền y học cổ truyền, cũng như là cái cách chăm sóc về sức khỏe, cũng như là cái cách chăm sóc về sắc đẹp. Và đầu tiên tôi nghiên cứu thị trường, cái sản phẩm này phù hợp với những ai. Ví dụ như là cái sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của tôi phù hợp với những phụ nữ trên 20 tuổi cho đến 60-70 tuổi, thì cũng tất cả đều có nhu cầu làm đẹp và có nhu cầu phát triển cái phát huy cái sức khỏe của mình. Phụ nữ thì vốn thích sự nhẹ nhàng, phong phú và tươi sáng. Bất kể khi mà bạn nhìn vào một người phụ nữ nào mà thấy người ta đẹp thì người ta cũng ánh lên cái gương mặt rất là sáng và làn da khá là trắng nữa. Vì thế nên tôi đã nghiên cứu về cái thị trường mục tiêu này và tôi cho ra đời những cái sản phẩm trị nám, trị mụn hay là những cái sản phẩm về trị viêm nhiễm phụ khoa cũng như là trị mất ngủ. Tại vì phụ nữ hay nghĩ nhiều nên là họ rất là hay mất ngủ, nên tôi đã đi chuyên vào về giấc ngủ của phụ nữ cũng như là chuyên về giảm căng thẳng, stress cho phụ nữ. Và tôi thấy rất là yêu cái công việc của mình. Thị trường hiện nay thì khá là căng thẳng trong cái dịch Covid này, nhưng mà tôi vẫn có một cái con đường đi, một con đường lựa chọn cho mình. Ngoài cái công việc kinh doanh truyền thống đã bị đóng cửa của tôi, thì bây giờ tôi lại phát huy được cái công việc kinh doanh online của mình. Và tôi đã tuyển được khá là nhiều các đại lý
Những bạn mà ban đầu người ta chỉ sử dụng một hai sản phẩm cho họ thôi và họ cảm nhận tốt, họ giới thiệu cho người thân của họ và bắt đầu là họ làm đại lý của tôi, và tôi cũng tạo dựng cho mình những cái đội nhóm kinh doanh online phát triển qua các kênh, ví dụ như là Zalo này, Facebook này, Instagram này, YouTube này, và bán hàng trên các kênh thương mại điện tử nữa. Và tôi làm một cách khá là âm thầm, lặng lẽ, nhưng tôi luôn làm từng bước một, đi theo cái sự hướng dẫn của thầy mình. Và thật là tuyệt vời, tại vì là tôi thấy là cái công việc của tôi á, tuy rằng nó chưa đem lại cho tôi cái lợi nhuận mà khủng hoảng, ví dụ như là mua nhà lầu, xe hơi, nhưng mà tôi cảm thấy là cái công việc của mình ấy, nó đã ổn định cho mình, ít nhất là ổn định cho mình cái cuộc sống hiện tại của mình. Mình không bị đói ăn hay là mình không bị hao hụt đi cái thu nhập hàng tháng của mình. Và đặc biệt là thầy Trần Quốc Nguyên cũng có một cái số khóa học, tôi cũng làm coach cho thầy nữa. Tôi làm coach cho thầy được tầm 4 mùa và thu về cho mình được hơn 100 triệu tổng cộng trong 4 mùa đó. Và tôi cảm thấy rằng là những cái công việc online của mình ấy thì đã giúp cho mình rất là nhiều những cái khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như trước đây, cách đây 2 năm về trước thì tôi cảm thấy rất là stress ấy, khi mà mình không biết là ở con đường mình sẽ đi đâu, về đâu, mình sẽ làm những gì. Thì nếu như mà bạn muốn bắt đầu một cái công việc trên internet ấy, thì bạn nên có một cái người thầy. Người thầy này sẽ chỉ cho bạn cách là bạn nên đi con đường nào, nên làm những việc gì để tạo ra cái nguồn thu nhập trên internet này. Và tôi là một trong số những học trò của thầy Trần Quang Nguyên. Tôi rất tự hào khi mà mình được thụ hưởng những cái kiến thức mà thầy truyền cho. Và qua đây thì đó là cái dòng chia sẻ của tôi với các bạn. Và rất mong là một ngày gần nhất được gặp các bạn và được cùng các bạn trên một chiếc thuyền, đó là kinh doanh online. Xin chào, tạm biệt các bạn và chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng.